Ban dân tộc thành phố Cần Thơ, Quỹ ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức buổi họp mặt chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Ninh Kiều nhân dịp đón chào xuân Quý Mão 2023. Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo ban dân tộc thành phố Cần Thơ, lãnh đạo quận Ninh Kiều thông tin nhanh kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương trong năm qua. Mong muốn thời gian tới, các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và đồng thuận cao trong thực hiện các đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước xây dựng địa phương ngày càng phát triển đại diện các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục sát cánh cùng chính quyền địa phương dẫn động tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số tạo sự gắn kết và đồng thuận cao trong thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước như các chính sách phát triển địa phương dịp này ban dân tộc thành phố cần thơ quỹ ban nhân dân quận ninh kiều có những phần quà trao tặng đến các vị có quy tính trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng lời chúc mừng đón chào năm mới an khang thịnh dượng hạnh phúc và thành công